Đây là hình ảnh ghi lại vụ việc tài xế xe tải đánh lái ép ngã hai người đi xe máy xảy ra vào ngày 16 tháng 12 trên đường Nguyễn Xiển, thành phố Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên, hai người trên xe máy là anh HMH, một tài xế xe ôm công nghệ và phía sau là chị THN, hành khách đi xe. Dù sự việc đã qua hai ngày, nhưng khi nhắc lại vụ việc, chị THN vẫn chưa hết bàng hoàng em và anh tài xế công nghệ bi đang đi rất bình thường thì có một xe tải phi lên um, chửi rủa nói bậy chửi tục và hét vào mặt bọn em là đi đứng kiểu gì thế trong khi bọn em đi rất bình tĩnh thì anh bi có trả lời là đi bình thường mà sau đó nghe thấy anh kia nói những lời xúc phạm quá kinh khủng thế nên là bọn em mới giãn cách ra một khoảng cách thì anh tài xế kia mới phóng vụt lên và thách thức là mày có tin tao đâm mày một cái không sau đó bọn em chưa kịp phản ứng gì thì anh tài xế kia mới huých vào xe một cái làm bọn em ngã lăn ra đất và phóng vụt đi khiến cho bọn em không kịp nhìn biển số xe uhm, em và anh tài xế công nghệ có bị uh, chảy suốt chảy máu và bong gân xe thì có bị hỏng hóc hiện video ghi lại sự việc đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ với hành động của tài xế xe tải nhiều người cho rằng dù trước đó có lời qua tiếng lại thế nào thì hành động trên của tài xế xe tải là coi thường tính mạng của người khác đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm tìm được danh tính của tài xế trên để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật